Hello tất cả các bác. Hôm nay thì anh Phương đang đi về quê hương Vải Thiều, Thanh Hà, Hải Dương. Đấy, khu vực này thì nói chung là bắt đầu có cái không khí Tết rồi, em đi thấy cảm thấy rạo rực rồi đấy các bác. Không biết ở khu vực các bác thì nó thế nào, chứ ở em là đào quất bắt đầu là cũng đã bắt đầu ra ngoài siêu thị rồi, cũng như là ra ngoài những chợ hoa rồi đấy. Và khu vực Thanh Hà này em đi về đây, đây này các bác này, đào này. Đấy. Đào mai, mai thì chắc là trong miền trong ra, chứ ngoài này trồng mai hơi bị khó. Đấy. Hiện tại thì ở chỗ này là chỗ ngoài là Thanh An các bạn, Thanh An, Thanh Hà, Thanh Khê, Thanh An, Thanh Khê, Thanh Hà. Ở khu vực này thì em lắp rất là nhiều ở khu vực này rồi. Nếu bác nào mà theo dõi kênh của anh Phương thì chắc là nhận ra cái quãng đường này là khu thị trấn Thanh Hà này, thị trấn Thanh Hà, Tân An, Thanh Hà. Ok, mời các bác hãy cùng theo bước anh Phương để chúng ta cùng trải nghiệm cái bộ dàn máy ngày hôm nay nhé. Xin mời các bác nào. Nó Mỹ nó thấm như kiểu là rót mật vào tai luôn các bạn. Nghe nó nét mà nó trong, nghe nó đã. Ngày hôm nay thì bộ dàn máy đã được nâng cấp lên ở một cái phân khúc cao hơn, với một con đẩy AB và một con vang số S700. Đấy. Kết hợp với nó là một đôi loa JBL 115 mới tinh tình luôn đó nha. Lên sóng tiếp tục những bộ loa. Các bác thấy rằng là giữa loa bãi với loa mới thì nó lệch nhau không đáng kể. Một đôi loa bãi thì nó rơi vào tầm 14.500.000 một cặp, trong khi đó loa mới nó có 18 triệu, tức là nó lệch có 3.500.000 thôi các bác. Nhà em vẫn còn 3-4 cặp gì đó dòng loa 115 mới các bác. Bây giờ thì chắc là hết hàng cũng không nhập được nữa rồi. Với một không gian phòng khách rất là đẹp và riêng biệt như thế này. Đấy, thì anh Phương đã setup cũng như là đo đạc để chúng ta có một hệ thống âm thanh phải nói rằng chuẩn chỉ luôn. Với loa Mỹ thì chúng ta thấy rằng cứ kê kích lên cái là nó sang trọng ngay. Một cái cảm giác đầu tiên khi mà bước chân về với quê hương Thanh Hà thân yêu là những người dân ở đây, những người hàng xóm ấy là rất là thích. Trong số khoảng độ 7-8 anh em hàng xóm sang chơi thì đã có tới 4-5 người biết đến anh Phương qua YouTube. Tay bắt mặt mừng, bảo là nhìn thấy ông anh Phương ở trên YouTube già, trông già cóc đế luôn, nhưng mà khi mà ra gặp ngoài đời thì trông có vẻ là non hơn, trẻ hơn chút. Nói vậy thôi nhưng mà thực ra là cũng gọi là phong xương, đầu cũng bạc hết tóc rồi các bác. Đến tầm tuổi này rồi chúng ta tóm lại là cũng vừa làm vừa nghỉ thôi các bác ơi. Đấy, các bác cũng thế thôi, nhiều bác còn nhiều tuổi hơn em nhưng mà vẫn cứ mải mê kiếm tiền thì không biết là kiếm tiền để làm gì nữa. Vừa kiếm tiền vừa hưởng thụ cho nó hợp lý các bác nhé. Và với một cái phòng khách như này các bác thấy rằng là nếu như giả sử các bác cứ hình dung là không có đôi loa JBL đặt ở đây mà chỉ có một cái TV không ấy thì trông nó quá bình thường, quá đơn giản đúng không? Nhưng mà khi có một bộ karaoke vào đây cái thì chúng ta thấy rằng là nó sang trọng hơn rất nhiều và nó có cái gì đó nó đặc biệt hơn rất nhiều. Mà đôi khi là chúng ta ngồi đây chúng ta cứ nhìn ngắm cái đôi loa mà cái dàn máy này chúng ta cũng thích rồi. Đấy. Các bác cùng lắng nghe xem là khi mà được setup chuẩn chỉ với không gian phòng cách riêng biệt như này chúng ta sẽ thấy nó ra như sao. Đấy. Nhiều anh em cứ bảo là thôi anh Phương cứ setup đi xong bắt đầu là tôi trở về, nhưng mà bảo không, nếu mà trong bán kính khoảng độ 150 km ở đầu anh Phương có thể gọi là hỗ trợ được cho các bác về phần kỹ thuật để các bác có một bộ dàn chuẩn nhất để tự hào với 10 ông hàng xóm bên cạnh chứ. Bởi vì là những ông hàng xóm này ông cũng mê lắm nhưng mà ông chưa có điều kiện để mua, thì ngày hôm nay thì mình mua được rồi, mình mua được trước rồi, phải để cho các ông thấy rằng là cái loa Mỹ nó như thế này, cái chất loa Mỹ nó hay hơn cái loa Trung Quốc nhà mình đang dùng, cái loa Mỹ JBL nó hát sướng hơn, phê hơn so với đôi loa Bose hoặc B&B chúng ta đang dùng. Thì đấy chính là cái điều mà khác biệt giữa cái loa mà anh Phương phân phối cũng như là cái kỹ thuật mà anh Phương setup để chúng ta có một bộ dàn âm thanh hay nhất. Đấy, với mọi cái thể loại nhạc từ nhạc bolero, nhạc trữ tình cho đến việc cả hát ca. Đấy, đại ca cho mình nhé. Hôm nay cũng đại ca đi uống rượu đấy. Tối nay bác bảo là đặt một con lợn mường vào độ
40 cân để làm chục mâm khao anh em. Đấy, sướng không các bác? Chứng tỏ rằng là nếu mà làm được 10 mâm là đông anh em bạn bè nè. Cho nên là mấy bác hàng xóm, mấy chú hàng xóm bảo là đi làm nhưng tối về đây uống rượu để giao lưu. Đấy. Khi nào mà uống rượu giao lưu nhớ gọi em nhé, đại ca nhé. Số máy của em là 0971998555. Với bộ combo này hiện tại đang có giá rơi vào tầm khoảng 43.500.000 đồng. Đấy, 43.500.000 đồng. Tặng cho các bác một bộ pin sạc trị giá 500.000 đồng các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu đầu tư cả bộ thì nhớ alo cho em với số máy 0971998555. Bây giờ chúng ta sẽ dành vài phút để cùng lắng nghe bác chủ nhà thể hiện một ca khúc rất là hay, để chúng ta chốt cái bộ mô hình ngày hôm nay với mức giá 43.500.000 đồng tặng một bộ pin sạc. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.